Hello, chào tất cả mọi người. Hôm nay mình xong hết công việc đây. Bữa nay mình mới làm cái món nhậu cuối tuần. Đây là cái background ở sau nhà mình đây. Đây là cái lý do cái cây này á, nó làm cho mình bị dớn quá trời nhiều. Đây mấy cái thông. Phấn nó rất là ghê. Nó vàng hết luôn mấy cái xung quanh, nói chung là nó mệt lắm. Bữa nay mình thấy đỡ chút, mắt mình nó đỏ lắm. Đây thì bây giờ xong hết công việc của mình, bây giờ mình sẽ làm cái món phá lấu hôm nay đó. Mình có một mớ cái lòng heo nè, đó mình có một mớ lòng heo. Thì trong đây mình có không có nhiều, tại vì mình nói chung là có cái gì làm đó thôi đó. Con trái tim, tiếp heo với hai mấy cái lá sách hay lá mía gì đó, gọi lá mía ở đây hay gọi lá mía heo. Gan thì nói chung là mình không thích ăn lắm nên mình không có mua. Về đây là bao tử, ở đây là cái bao tử heo. Thì bữa nay mình làm cái món này gọi phá lấu của người Tàu Chợ Lớn á, nên nó không có giống như mấy cái phá lấu của người Việt Nam hay là khìa, thì đi kèm chung với nó. Thì bữa nay mình sẽ giới thiệu với các bạn xong cái chia sẻ các bạn cái gia vị đi làm chung với nó. Thì cái này mình làm mình ăn cuối tuần thôi, mình quay lên để chia sẻ. Đây thì cái gia vị chung với nó là gồm có quế, rồi hột ngò, rồi tiểu hồi, gừng tươi, đinh hương với gì hồi là kêu cái star seed, cái này nè mà mình để nó bị bể hết rồi đó, nhìn nó không, mình không có quay được, nhưng mà các bạn chắc các bạn biết ở đại hồi là cái này là tiểu hồi, đại hồi ta còn gọi là cánh hồi á. Rồi rượu thì thường người ta cũng sử dụng rượu trắng thôi, nếu mà có một rượu mai quế lộ càng tốt, cái rượu này thì nó mắc tiền hơn rượu trắng mà nó ngon hơn. Muối biển, muối hộp nè. Rồi cái món này thì không có thể thiếu nước tương với cái xì dầu đậm đặc để cho nó làm cái nước màu nó đẹp hơn nè, đó nó đậm hơn nè. Cái này xì dầu đặc rồi là nó đặc gấp đôi á. Đó về một chút nước nấu ăn. Đó. Quên nó giới thiệu đường phèn nữa. Đó thì gia vị nó mình đã có sẵn hết rồi. Cái này mình đã sơ chế là mình đã rửa hết rồi. Có cái này nó bự quá, mình không biết bỏ vô cái chảo này nó vừa không. Chắc được, không sao. Tại cái này mình không có cắt ra, mà mình chỉ có làm á là mình để nào ăn mình cắt thôi đó. Quên một giới thiệu một cái nữa là cái ruột già, còn gọi là cái thú linh nè. Bên này mua được cái miếng này nó cũng bự, cũng ngon. Nó dài thằng lòn luôn. Rồi xong. Thì bây giờ hiện tại bây giờ mình có một cái nồi bắt lên. Thì đúng ra thì mấy cái gia vị nhỏ nhỏ này nè, mình mà có cái bọc vải á, mình rang sơ nó rồi mình cột vô trong đó rồi cho nó dễ khi mà mình nấu mình không có bị dính tùm lum. Nhưng mà thật sự ra bên này mình làm biến với mình cũng không có cái đó nữa, nên mình đổ đại vô cái nồi luôn, đổ chung tất cả vô cái nồi hết. Thì bắt đầu tiên khi mà muốn làm cái món này thì mình sẽ rang sơ cái này, rồi rang sơ giữa hộp được trước. Rồi bắt đầu mình có một cái nồi ha, nồi phải hơi cao một chút. Đây cái nồi cao một chút. Rồi bắt lửa lên. Để cho nó nóng rồi bắt đầu mình mới bỏ mấy cái thành phần khô này mình rang sơ cho nó thơm. Rồi bắt đầu mình mới bỏ cái này vô mình xào chung với nó. Hôm nay gió cũng dữ lắm, gió quá trời gió luôn. Thì bây giờ cái gừng này mình cũng cắt ra từ lát ra. Này mình cắt ra từ lát như vậy nè. Nếu mà được đập ra thì tốt hơn.
Bây giờ mình làm đi về trễ quá nên trên trời nó chuẩn bị tối rồi, nên mình làm được cái gì nhanh thì mình làm. Thì bây giờ lửa nó, cái nồi nó hơi bị nóng á, mình bỏ vô liền chứ đừng có để lâu quá nó bị khét. Nó hơi nóng thôi. Mình bỏ cái nào mà nó khó chín, nó khó cháy nhất á thì mình bỏ trước, giống như cái này đại hồi, quế bỏ trước. Còn cái hột ngò này nè, hột ngò với tiểu hồi với đại với đinh hương này nó rất là mau nóng nên mình không có thể nào mình bỏ trước được hết á, để cho này nó hơi nóng chút, bốc mùi thơm, bắt đầu mình đổ hết ba hỗn hợp vào, vô đổ đều nó, sắc đều nó cho nó thơm thôi, không có cần cho nó nó bị khét đâu, khét nó sẽ rất mất, nó sẽ bị đắng lắm. Rồi bắt đầu mình bỏ những cái gia vị này vô. Lộn, bỏ mấy cái thành phần này vô là bao tử nè, bỏ vô trước, bỏ đây. Cái nào nó có mỡ thì bỏ trước, với ruột già heo, cú linh, hoặc là khấu đuôi, người ta gọi là khấu đuôi đó. Rồi bỏ vô xào sơ nó, với cái tim này mình không cắt ra, tại cắt ra nó sẽ bị khô, nên mình chỉ để nguyên trái tim mình khoái lấu luôn. Đó, mình xào chung với mấy cái gia vị cho nó thơm, rồi nó săn lại. Má lạc chút. Đi xào sơ cho nó săn thôi chứ không có cần phải, không có bỏ dầu ăn ở đây nha. Giống như mình xào mình để cho nó mất nước đi thôi. Còn cái lá mía này nè thì nó rất là mau chín nên mình bỏ sau cùng, mình xào sơ rồi mình lấy nó ra, rồi mình bỏ vô đây luôn. Nhưng mình phải lấy nó ra chứ không bỏ chung hầm một lúc được, nếu mà mình nấu phá lấu mà hầm chung một lúc á thì nó sẽ bị khô, nó rất là khô mà nó teo lại ăn không ngon. Vừa lấy cái nắp ra thì cái này nó có một điều nữa là mình đậy nắp á, mình để lửa nhỏ thì nó sẽ không teo lại cái ruột, nó sẽ ngon hơn. Rồi khi mà xào cho nó sơ sơ trên lúc này mình bỏ rượu vô trước. Đây mình bỏ rượu vô trước. Này khoảng chừng một ly ly uống rượu, người ta hay uống rượu một ly thôi. Đừng có nhiều quá nó bị hôi rượu. Rồi như này thôi. Bốc mùi thơm lên liền. Sau đó là cái gừng hồi nãy mình cắt nè, thảy nó vô rồi mình đảo đều lên. Cái món này nói chung là nó cũng dễ lắm, dễ nấu, nhưng mà nó có cực, có một cái là lúc mà mình sơ chế đó thì nó hơi lâu một chút thôi, chứ còn mình nấu thì thời gian chính của nó trong vòng mình nghĩ khoảng chừng một tiếng nấu lại thôi, tại cái này nấu lâu quá nó sẽ bị khô. Mà mình xào lửa nhỏ chứ không xào lửa lớn, cái phá lấu theo cái kiểu này của người Tàu thì xào lửa nhỏ chứ không xào lửa lớn được. Rồi cứ đảo cho nó đều lên. Bây giờ thật sự cũng mùi rất là thơm rồi đó. Rồi xong xuôi cái mình mới cho cái xì dầu đậm đặc nè, cái chai double black soy sauce, cái này là để cho nó tạo màu cho nó đẹp. Wow, sao ai khui, sao mình test luôn cái nắp này. Được, yeah. Cái này bỏ vô, cái này bỏ nhiều quá nó hơi bị đắng, bỏ cho nó lấy màu thôi. Rồi các bạn thấy nó ra cái màu đẹp không? Xào tiếp, xào mình xào cho nó thấm vô.
nhớ cái này là chút mình phải lấy ra sớm á, lấy ra trễ là nó sẽ bị khô luôn. Mình chỉ xào cho nó thấm rồi, rồi khi mình nấu phá lấu á, mình nấu xong khoảng chừng 10-15 phút gì mình lấy ra được rồi, nó sẽ bị khô. Đúng ra mình không có làm cái món đó đâu, nhưng mà tại vì mình thích ăn nó hơn là gan nên mình mua nó thôi. Cũng thử cái như thế nào. Thì cái gia vị của mình mà đang dùng á, các bạn cũng có thể là dùng theo lòng bò cũng được, theo cái phá lấu của người qua đó, người Tàu á, thì người ta cũng sử dụng cho lòng bò. Còn theo của Việt Nam mình thì lòng bò mà có màu vàng vàng thì mình không có biết, cái đó thì mình chưa có, ở Việt Nam mình chưa được ăn qua. Đó, khi mình xào thấy nó săn lề nè, nước nó sôi rồi đầu bắt đầu lửa, để vẫn để lửa thiệt lớn thì mình mới cho một cái nước hồi nãy nè, nước của nước ăn, nước nấu ăn nè, đổ vô. Lúc nào cái này nấu thì phải sắp mặt thôi nha, đừng có quá ngập mặt của nó. Ui, cái mùi thơm quá trời thơm luôn. Mình sẽ để cho nó sôi thiệt sôi lại. Nói chung mình kiếm cái nắp mình đậy nó lại, bỏ lửa nhỏ để cho nó thấm từ từ vô nó mới ngon. Có thể hỗn hợp tất cả bỏ đi hết rồi. Cứ để cho nó sôi lại. Để lửa thiệt lớn nha. Cho lúc này mình có thể bỏ đường vô trước cũng được, tại vì đường này đường đường phèn á, nó rất là lâu tan nên mình để vô bây giờ cũng được. Vậy bây giờ tới muối biển nè, sea salt nè, là mình thích dùng cái loại mà nó chưa có xay ra, nó còn nguyên hộp như nè. À, khoảng chừng nhúm tay thôi, nhúm nhỏ. Thì cái này mình ăn á là mình chấm riêng nên mình không có cần thiết nó phải đủ đồ mặn, cho nó vừa thôi. Chấm với nước tương, và nước tương với ớt ớt chín xay ra, hoặc là tương ớt. Và mình có chuẩn bị một một cái thấu đồ chua nữa, là hồi nãy mình đã làm trước khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ rồi, là làm đu đủ chua. Rồi bắt đầu chút đó mình sẽ quay sau. Còn này mình quay cái nồi mình nấu trước đi. Đang sôi thì đã chưa, thì bắt đầu lúc này mình phải chở cho nó thấm đều. Nó đang sôi lớn, chở thấm đều. Mùi thơm quá trời thơm. Để sôi xong mà vớt bọt á, nếu mà có bọt. Còn cái nước này mình không dùng tới, mình cũng không quan trọng lắm. Mà nó không quay kịp là chút trời tối là khỏi quay luôn. Đó, mình đảo cái mặt nó lại rồi, bắt đầu cái chờ nó thiệt là sôi, cái mở lửa nhỏ lại. Bây giờ mình khoe cái món đồ chua. Đây là cái đu đủ, mình mua đu đủ xanh nè. Cái mình về mình cắt ra từ từ lát như vậy nè. Đó, thấy không? Sắp từ lát như vậy nè. Bây giờ nó thấm rồi, nó trong có đu đủ nè. Cái trong đây thì mình để giấm với đường thôi, không có để hoàn toàn, không có để nước gì hết. Nước đủ ra thì nó vừa đủ thơm. Mình thử miếng coi sao. Nó giòn. Ăn cái này mà không có cái món này thì chắc dễ bị ngán. Có ngon. Ngày nghỉ của mình thì mình tự làm món ăn mình ăn thôi. Đây là ớt ớt chín
nó xay ra. Nếu mình không có ớt xay thì mình cũng bầm cũng được. Tương ớt, cái loại ăn chung nó rất ngon. Quên nữa, nó mình phải đậy lại. Nó sôi quá rồi, bây giờ mở lửa nhỏ lại, đậy nắp lại. Cứ khoảng chừng lửa nhỏ thôi, đừng có lớn quá. Khoảng chừng 5 phút. Tại cái bao tử á, thì nó hơi lâu một chút, chứ còn mà cái những cái ruột bao tử với cái gì ruột già heo á, cái khâu đuôi á, cái thú linh nữa, nó sẽ lâu hơn là hai cái kia. Cái tim thì nó mau chín hơn, mà đặc biệt là cái lá sách nó chín rất là nhanh, nên mình canh khoảng chừng 4 phút thôi, chút mình gấp lá sách ra liền. Rồi trong thời gian này thì mình làm nước chấm. Gió lắm, chua nó thổi phù phù luôn. Ok, thì mình có một cái thớt ở đây. Đó, buồn đó. Đó, giờ làm nước chấm thì mình quay cho nó rõ ấy. Cho nó bị sôi nó tràn ra. Rồi cái nắp này không phải nắp của nó. Giờ mở lửa thì nhỏ lại. Sôi quá. Đây, trong này ớt. Qua ớt nhiều thì bỏ ớt nhiều. Tương. Cái này chấm nó bấm không được nên là phải chấm tương thôi. Nước tương. Tương ớt. À, có ba thứ mình trộn chung nhau hết nè. Rồi bắt đầu mình gấp đồ chua ra cái chén này. Xúc cho dễ nó không. Thơm quá trời thơm à. Gấp cái phần dưới nó thấm hơn phần trên. Đó, gấp ra. Có ai chạy đến Mỹ không ta? À, mà nói vậy thôi, các bạn với các bạn có nhiều người thích ăn hay không, nhưng mà mình nói ở đây để cho cái người mấy người bạn của mình á, người làm chung mình, họ đang chờ cái món này nè, chắc lẽ họ coi rồi họ sẽ rất là đói bụng. Mình cũng còn đói bụng nữa mà. Ngon quá, rất là giòn. Rồi để qua một bên. Ok, bây giờ mình quay xuống cái nồi lại. Còn mình cần gấp cái gì ra trước không? Cái gió thổi tắt lửa rồi. Mình lo rồi mình đi. Mình chở nó lại tiếp. Đúng là cái món này á, mình ăn liền không có ngon. Món này mình nấu nhất mình để khoảng chừng cho nó nguội á, để khoảng chừng khi mà nó chín xong á, nguội khoảng chừng một tiếng đồng hồ sau á, cho nó nguội ăn mới ngon. Cái món này ăn nóng không ngon, nó lạ không nhiều gì đó. Ốc nhưng mà nguội quá, mà cái kiểu giống bên Mỹ mà người để nguội mà nó trời lạnh vậy nè, nó đông mỡ ăn thì cũng không được. Nên ở Sài Gòn mình ăn lúc nào mang nguội, không ăn nóng. Bên Mỹ này thì người ta bán ngoài chợ hàng á, thì lúc nào người ta cũng để trong cái nồi á, nấu riêu lửa cho nó giữ nóng á, thì cái này nó sẽ đông mỡ. Nên mình tùy theo cái môi trường để mình ăn.
Hồi xưa ở Việt Nam thì người ta nổi tiếng nhất là cái món phá lấu lòng heo ở đường Tôn Thọ Tường á. Và là cũng là cái tên của quán, lâu quá mình cũng không có nhớ. Bắt đầu nó săn lại rồi, thấy hấp dẫn không? Rồi mà chưa có chín đâu, để lâu lắm. Có ăn thì mình ăn lá mía được thôi. Rồi, giờ mở ra coi, nãy giờ cũng được 4-5 phút nữa rồi, mình chở mặt tiếp. Cái lý do không để ngập mặt được đó là tại vì cái gia vị của nó đó, nếu mà mình để ngập nước thì nó rất là nhiều gia vị, nó tốn rất là nhiều nước tương hay là những cái hồ đồ đó. Nên thường người ta phá lấu này người ta cũng không có ăn, mình không có thấy ai để cái nước cho nó ngập mặt đâu, giống như mình nấu canh đâu, ta để gì đó. Nhưng mà ta có những cái chảo hay là cái lò của họ đó, họ làm nó hay hơn. Mình chỉ học theo cái thật sự cái này của người qua, mình không phải là người qua. Mình là gốc của mình là cái họ mình thôi chứ còn không phải là người qua. Đây, bây giờ cái này chín rồi nè, giờ mình thử cái này trước nha. Để mình thử cái này trước. Đợi. Đây, để đâu đây? Thì sẽ có một cái này thôi, chứ tim nó không có chở cho nó. Nói chung là quay vậy hơi khó để mình cao lên một chút cho các bạn dễ nhìn. Đó, thế chờ chuẩn bị tối vậy đó. Nhanh thiệt. Không biết có nên mở cái đèn không? Cái đèn chắc không thấy đâu. À, ok. Bây giờ mình lấy cái miếng này ra trước nè, miếng này nó mau chín nè. La mía. Úp. Nó nóng quá, biết thật được không? Nó là nằm đầu trong cái nó rồi. Cho tìm heo nè, cái vòng tử nè. Nhớ có 3 miếng mà ta. Đâu hết nè. Ở đây. Để cho nó ngập dưới nước cái. Rồi. Cái tim này nó bự quá nên phải chở nó. Rồi tiếp tục mình đậy cái nắp lại. Mở lửa nhỏ thì là nhỏ. Thì bây giờ bắt đầu mới qua tới cái phần mình nấu ăn. Cái quên mình cắt nó ra mình ăn. Quên mời các bạn đó nha. Trong thời gian mình chờ cái này nó nguội chút xíu mới cắt được chứ nó nóng quá cắt phỏng tay á. Nên mình rót lon bia để chờ nó nguội cái. Rồi mời các bạn. Mời những người coi sẽ thích giống như mình thích nấu những món ăn ở gia đình. Cái món này mình làm cho gia đình ăn cũng vui. Giờ có vợ con bạn bè tới đãi rồi ngồi xung quanh vừa nấu vừa nói chuyện uống bia cuối tuần. Vì cho nó an toàn, không có ra ngoài quán nhiều, lái xe không có tốt. Ok. Wow. Ngon quá. Bia quá ngon. Rồi bây giờ mình cắt nó. Quả nó sợ nóng mà này có thể là nó sẽ bị dơ tay. Mình thấy hấp dẫn không? Bây giờ nó chín vừa tới nè, nó săn lại rất là ngon.
cái mỡ này mình không có bỏ lý do nó là mỡ chài á, mình ham ăn mấy cái đồ đó lắm, bởi vì con người mình rất là nhiều bị mỡ trong máu là vậy đó. Bỏ vô đây kèm chung với một miếng vài miếng đu đủ chua nè, tương ớt với ớt phải đều lên thì miếng nữa ăn nó mới đã chứ. Chắc không được chút. Không. Số 1 luôn rất ngon. Mình lấy là vừa đúng á. Chứ hồi nãy mình lấy trễ nó là bị khô à. Rất là ngon. Với cái miếng đồ chua nữa nè. Nó giòn đó là mình ăn không có bị ngán. Ngon quá. Có ai thèm không ta? Chắc thêm nữa. Để nó ngồi. Tại trời ở đây cũng hơi lạnh. Quá ngon, quá ngon. Wow. Nó rất là giòn luôn á. Mãi mềm. Còn gan heo á. Hồi xưa ở Việt Nam mình có ăn cái này, cái dọc đường Baxter lúc nó chưa sửa chữa như bây giờ đâu. À, bây giờ là nó kêu là Sài Gòn Center gì đó. Cái năm vừa rồi mình về Việt Nam thì mình có chỗ đó. Nhưng mà hồi xưa là chỗ đó là hoàn toàn là chỉ có những cái kiosk nó quay xây để cho buôn bán như hàng kim điện máy nhiều. Rồi chiều chiều cái người ta mới đi ra, người ta mấy cái người bán dạo á, người ta đem ra tim, gan, rồi bao tử để phó lấu. Nhưng mà thời gian đó thật sự ra rất là mắc. Thời đó mình còn nhỏ, mình chưa có đi làm ra tiền nên ăn được cái món đó thì rất là khó khăn với mình. Không phải ăn không được, nhưng mà nó hơi mắc, tại vì mình ăn cái đó đâu đủ no. Cái tiền đó là mình ăn đi ăn đêm, đi ăn ăn cơm tối nên mình chỉ vừa đủ ăn được cái món đó thôi nên mình không ăn nó. Mình nghĩ cái món này mình làm trước đây khoảng chừng 13 năm. Tại vì nó bán cái gia vị sẵn á, mình chỉ đem về theo cách chỉ dẫn của nó mình nấu thôi. Nhưng mà lúc đó mình không biết cách làm lòng cho nó rất là hôi, mà nó cũng bị khô nữa. Mình nấu quá lửa nó bị khô. Ok, bây giờ phim thì có giới hạn nên mình phải cắt để mình chờ chút mình quay cái món khác. Rồi giờ tiếp tục mình phải chờ nó lại nữa. À, quả thơm với sợ thơm. Biết cái này nó chín chưa nữa. Cái này mình để mềm quá thì cũng không ngon, nó phải có cái độ giòn. Rồi mình chở nó qua thì bây giờ mình cũng thử lấy cái đũa mình đâm vô cái này coi nó có lủng không thì nó sẽ được. Chưa, đâm không được. Ồ, cái này đâm được rồi.
có thể cái bao tử mình ăn được. Bây giờ mình cắt nó ra, nếu mình chờ nó chín có thể là không có thời gian quay nữa. Cắt cái phần này trước đi, cái phần nào mình thấy nó mềm cắt trước, cắt miếng để quay phim thôi. Nó thơm quá trời thơm. Cắt miếng này ra đó, để mình thử. Còn cái phần này thì mình vẫn tiếp tục đậy nắp lại để cho chính cái ruột già nè, cái thu linh. Có mình quay hơi khó. Trước miếng coi cho nó có mềm chưa nha. Ngon, vừa tới luôn. Nhưng cái điều đó chưa có thấm lắm cái gia vị của nó vô. Nó giòn ngon rồi, nó chưa có thấm. Mình nghĩ có thể là một chút nữa mà nó khi nó chín được cái ruột á thì mình sẽ tắt lửa, mình để nó ngâm nó đó luôn. Mình để ngày mai hay là một chút nữa, 1-2 tiếng sau mình hâm lại, lúc đó nó mới thấm, nó mới ngon. Okay. Giờ sắc này ra. Miếng này á thì sắc dừa miếng nhỏ thôi mới ngon, còn sắc dày quá thì nó sẽ không. Mình cắt lộn miếng nè, bởi vì nó không có thấm, đúng rồi, nó dày quá. Các bạn coi nè, cái phần này là cái phần gần cái dành ruột của nó, gần cái bao tử của nó, nên nó rất là dày. Wow, chấm nước tương thật ngon, có cho nói. Giòn lắm. Nhưng mà thiếu đu đủ này thì tôi nghĩ có thể là nó mất đi rất là nhiều phần ngon trong cái món đó. Món này tuyệt vời. Ớt mặn mặn, cay cay của nước thơm thơm, nước tương thơm, cái bao tử khoai lấu giòn giòn chua chua của đu đủ, ngọt ngọt của đường, giấm đường đu đủ. Rất là thiếu cái này mất ngon. Cái này mà thiếu cái này mất ngon. Người bạn nó dày quá.
rồi mình ăn xong cái bao tử rồi, bây giờ mình kiểu mình coi chuẩn bị tiếp cái này, cái ruột này thì mình nghĩ mình chưa kiếm, mình chưa có làm được đâu, có làm thì làm chắc ăn cái tim này thử trước. Wow, mùi thơm quá trời thơm, nhưng không biết nó chín chưa nữa, nhưng mà tối rồi bắt buộc phải thử. Rồi gắp nó ra để đi bên góc này, tiếp tục đậy nắp để hầm nó. Cái ruột này hay quá chưa. Cái phần này là phần mà thích nhất của mình nè, là cái cuốn tim á, cái viên trắng nè. Ờ, nó giòn là ngon nhất. Mình để nó chín rồi nhưng mà không biết nó có thấm chưa thôi. Mấy cái nữa cũng dễ hơn cái này. Rồi, sao? Mình chắc cái phần cuốn tim này ra mình thử trước đi. Wow, nó ươm nước ra. Đây nè các bạn ơi, các bạn coi cái này. Cái phần này là cái phần thích nhất của mình trong cái tim heo nè. Cái cuốn tim nè. Nó bốc khói luôn á. Phía trước nó là sao. Chấm chùm với tương ớt, với tương. Không biết làm sao luôn. Ngon quá. Nó rất là giòn. Quá ngon. Wow, nó chín à. Nhưng mà không bị khô nè, nó không đào nè. Rất là ngon. Nó ngon hay mà đói bụng nó mấy nữa mà thật sự nó thơm quá. Cắt cái món mỏng như vậy được, chấm với tương ớt nữa. Cái món này thật sự ra rất là ngon, nhưng mà đừng chấm nước mắm nha. Rất tuyệt vời. Mình nhìn nó không thấm, nhưng mà nó thấm rồi á, nó thơm lắm. Nó rất thơm mùi khó lấu. Còn gì bằng. Ngon quá.
nói chung là nó vừa chín tới rồi nó vừa thấm vừa rất là ngon. Không biết tả làm sao, chắc là trời lạnh á, mình đang nóng liền, rất ngon, thơm, không hôn mùi lòng. Ok, giờ mình kiểm tra tới cái đục dạ. Mình sợ nó không chín á, mở lửa lớn luôn. Rồi giờ mình thử nó nha, nó nổi lên như này. Thôi lũng mà. Rồi ok, giờ tới bên nó. Bây giờ mình đắp nó ra. Nó mềm quá trời. Rồi mình nghĩ bây giờ chắc mình cũng tắt lửa được rồi. Tại vì mình hầm lâu quá nó sẽ bị, nó mang tới á, nó sẽ bị khô. Thì mình tắt lửa đi. Những cái phần nào hồi nãy giờ mình cắt riêng đó đó, bỏ vô lại để cho nó thấm. Để ngoài thì nó bị khô. Để nắp lại cho nó khỏi bị khô. Rồi cái miếng này là cái miếng cuối cùng ở trong cái bộ tứ lòng, lá mía, tim, bào tử, cái nào cũng ngon hết á. Cái này mình cũng thích ăn nhất nè, nhưng mà có điều là nó nhiều mỡ nhất luôn. Nóng ngốc khói luôn, thấy chưa? Đây. Rồi các bạn thấy nó vừa mới tắm, nó tắm tới nè. Cái màu rất là đẹp. Thấm nó. Với miếng đu đủ. Cho miếng ớt với tường. Rất là ngon. Nó có độ béo, độ dai, thơm. Cái dai của nó làm cho tao nhai bị ghiền. Nếu ai cũng thân gia giống mình chắc để khoảng chừng tắt lửa để đó khoảng chừng tới 5-10 phút sau đem ra ăn, chắc nghĩ vừa ăn. Mình thích ăn gia, mình ăn mình nhai nó dai, mình nhai kỹ cái vị béo của cái mỡ, giòn của cái
cái dành của cái ruột, mặn mặn của nước tương, cay cay của ớt với tương ớt, chua chua của đồ chua nữa. Phải nói là khó tả. Còn thí dụ bạn nào không thích ăn mỡ thì mình có thể cắt làm đôi ra, xong rồi ok mình lấy cái da mình lóc mỡ ở trong hết. Còn mình thì mình thích ăn có mỡ, có mỏ, có gân được, đại khái trong cái ruột nó bằng kia phần gì, đại khái là vậy. Quá ngon. Ok, cho mình tạm dừng tới đây. Thì món ăn mình ăn thì mình chia sẻ với người nào thích, có sở thích giống mình nhé. Rồi giống như là đi làm về thì hay tìm tòi những cái món ăn, có thể là mình đã ăn hoài nhưng mà mình biết cách làm. Để đôi lúc mình chỉ biết gì mình san sẻ cái đó. Thì các bạn cứ cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. Hẹn các bạn trong cái video tiếp theo để cùng mình chia sẻ các bạn muốn ăn gì. Ok, thank you everyone. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn lại các bạn trong cái video tiếp theo. Bye bye.